12 được phát trên kênh YouTube Channel, kênh thông tin chính thức của ngày hội Youth Day. Bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng các nhóm tình nguyện viên đi thăm viện huyết học và truyền máu Trung ương. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 10 tháng 8, tại hội trường tầng 2 Viện Học Truyền máu Trung ương đã ra buổi đào tạo dành cho các tình nguyện viên rút đây 2012. 14 giờ 50 phút, khoảng 200 bạn tình nguyện viên của 15 nhóm đã có mặt đầy đủ tại hội trường lớn tầng 2 để ổn định chỗ ngồi chuẩn bị cho buổi đào tạo. Trong buổi đào tạo, 5 chuyên viên cũng có mặt để hỗ trợ cho các bạn tình nguyện viên cũng như ổn định trật tự. Đúng 15 giờ, buổi đào tạo chính thức bắt đầu. Giảng viên chính là anh Trừ Nhất Hợp, Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội, với phần giới thiệu về rút đây các năm. Tiếp theo là phần chia sẻ của anh về vấn đề máu, an toàn truyền máu và một số kỹ năng tuyên truyền. Trong phần này, các bạn tình nguyện viên được xem các clip tư liệu về tình trạng khan hiếm máu. Đây là một lĩnh vực khá mới mẻ với phần lớn các bạn tình nguyện viên ở trong buổi đào tạo ngày hôm nay, nên hầu hết các bạn đều nghiêm túc lắng nghe và phát biểu một cách sôi nổi. Đến với buổi đào tạo, có anh Nguyễn Lê Anh, phó ban tổ chức ngày hội Youth Day. Sau đây, chúng ta cùng nghe nhận xét của anh về buổi đào tạo. Mình thấy buổi trong buổi ngày hôm nay thì các bạn tình nguyện viên các bạn đến rất sớm, và sau khi mà vào hội trường và nghe những cái lời chia sẻ rất là tâm huyết của anh Trưởng Nhân Hợp cùng những cái kiến thức đào tạo về máu truyền máu cũng như là những cái kiến thức về tuyên truyền vận động hiến máu, thì các bạn đã lắng nghe rất tập trung và rất hăng say. Rất nhiều bạn các bạn đã ghi chép rất cẩn thận, và với cái mình nghĩ rằng buổi ngày hôm nay thì là một buổi đào tạo rất thành công, và với cái đà này thì mình tin rằng trước đây năm nay sẽ thành công với con số mục tiêu đặt ra là 4.000 đơn vị máu. 17 giờ, buổi đào tạo kết thúc tốt đẹp trong niềm vui của tất cả các tình nguyện viên khi đã được cùng nhau lắng nghe và chia sẻ những thông tin bổ ích về vấn đề hiến máu nhân đạo cũng như về các hoạt động thú vị của ngày hội Youth Day 2012. Ban tổ chức sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất của ngày hội tại địa chỉ fanpage của ngày hội Youth Việt Nam hoặc địa chỉ website youthvietnam.com. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc xin mời quý vị và các bạn gửi về địa chỉ mail của ban biên tập youthvietnam.evn@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại.